Và tiếp theo đây là những bản tin liên quan đến Việt Nam. Bản tin mở đầu về người Việt bị mắc kẹt ở ngoại quốc gặp khó khăn khi tìm các chuyến bay hồi hương. Mời quý vị cùng theo dõi phần chi tiết với Diễm Thi. Thưa quý vị, mối lo lắng về chi phí và các tiêu chuẩn xét nghiệm chưa rõ ràng đã khiến nhiều người Việt bị mắc kẹt tại ngoại quốc do gặp khó khăn trong việc tiếp cận được với các chuyến bay hồi hương. Al Jazeera trích lời của cô Vũ, một công nhân xuất cảng lao động ở Đài Trung, Đài Loan cho biết cô hy vọng sẽ được trở về Việt Nam bằng chuyến bay hồi hương do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tổ chức trong thời gian diễn ra đại dịch. Tuy nhiên, sau 3 lần nộp đơn cho Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Cộng sản Việt Nam tại Đài Bắc vào năm ngoái, cô Vũ không nhận được bất kỳ hồi âm nào trong suốt 7 tháng. Theo thông tin được phổ biến, người Việt Nam ghi danh hồi hương phải nộp hồ sơ tại Tòa Đại sứ Cộng sản Việt Nam, ưu tiên xét duyệt cho những người có bệnh nền, người già, trẻ em, phụ nữ có thai và những người đã hết hạn visa hoặc hợp đồng lao động. Những người có hồ sơ đạt tiêu chuẩn sẽ được liên lạc vài ngày trước chuyến bay và được hướng dẫn thủ tục mua vé. Tuy nhiên, những cân nhắc về chi phí, chỗ ngồi hạn chế và sự thiếu rõ ràng đã khiến nhiều người lo lắng về tiêu chuẩn xét duyệt. Anh Phạm, sinh viên đại học ở Canada, nói rằng hồ sơ của anh được ưu tiên xét duyệt mặc dù không thuộc diện khẩn cấp, trong khi các bạn của anh không nhận được hồi âm sau gần một năm chờ đợi. Anh chia sẻ, có vẻ Tòa Đại sứ chỉ xét duyệt các hồ sơ có đủ khả năng trang trải chi phí. Truyền thông Cộng sản Việt Nam cũng đã kêu gọi chấm dứt các chuyến bay giải cứu và mở lại đường bay thương mại khi giá vé cho các chuyến bay giải cứu cao hơn bình thường. Cộng sản Việt Nam nối lại đường bay với nhiều nước và người Việt hải ngoại ngần ngại về Việt Nam ăn Tết do các quy định cách ly. Thưa quý vị, những người Việt hải ngoại có ý định trở về Việt Nam ăn Tết đang phải đối mặt với các quy định phòng dịch không rõ ràng. Khmer Times dẫn lời ông Siem Chi, cư dân ở Cambodia cho biết, ông vui mừng khi nghe tin Cambodia cho nối lại các chuyến bay đến Việt Nam. Tuy nhiên, mối quan tâm lớn nhất hiện nay của ông là liệu rằng ông có phải cách ly khi về nước hay không? Ông Siem cho hay, trước khi bắt đầu đại dịch, thì ông thường về Việt Nam thăm nhà khoảng 5 lần một năm. Bên cạnh đó, một số người Việt ở Hoa Kỳ cũng hân hoan khi nghe tin Hoa Kỳ nằm trong số những nước cho nối lại đường bay với Việt Nam. Ông William Lê, cư dân tại California, chia sẻ, ông cảm thấy rất vui khi năm nay có thể về Sài Gòn ăn Tết cùng gia đình. Tuy nhiên, cùng chia sẻ với ông Siem Chi, ông William Lê lo lắng về các quy định cách ly không rõ ràng của Cộng sản Việt Nam đối với du khách ngoại quốc và đồng thời, tuy đã nối lại đường bay, nhưng giá vé vẫn ở mức cao, thay đổi từ 2.000 cho đến 4.000 Mỹ Kim cho vé một chiều. Cho đến thời điểm hiện tại, thì nhà cầm quyền Cộng sản tại Sài Gòn ra quy định yêu cầu du khách đến từ các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ có xuất hiện biến thể Omicron phải cách ly trong 7 ngày. Sau đó thì Hà Nội cũng đưa ra thông báo tương tự, nhưng đã hủy bỏ vào ngày thứ Năm. Cơ quan hàng không Việt Nam không tán thành yêu cầu cách ly, cho rằng quyết định này đi ngược lại hướng dẫn của Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam và làm trái với cam kết của Bộ Y tế với các đối tác toàn cầu. Vẫn nguồn tin từ Việt Nam cho biết nhà cầm quyền thành phố Hải Dương yêu cầu quán ăn muốn hoạt động phải bỏ tiền ra xét nghiệm COVID-19 cho khách. Báo Việt Nam Net ngày 4 tháng Giêng năm 2022 loan tin, nhà cầm quyền thành phố Hải Dương vừa ban hành chính sách mới đối với các cơ sở kinh doanh mặt hàng ăn uống. Nếu muốn phục vụ khách tại chỗ thì phải tự bỏ tiền ra để xét nghiệm nhanh COVID-19 cho khách hoặc xét nghiệm PCR cho khách tới ăn. Kết quả xét nghiệm chỉ có hiệu lực trong vòng 72 tiếng đồng hồ. Nếu khách nào có kết quả âm tính thì mới được vào quán ăn. Còn khách nào bị nghi nhiễm thì chủ quán phải báo cáo cho cơ quan y tế. Việc xét nghiệm này áp dụng cả với người đã trích vaccine phòng COVID-19 lẫn người chưa trích. Ngoài phải tự bỏ tiền xét nghiệm cho khách, chủ quán cũng chỉ được phục vụ khách với công suất không vượt quá 50% không gian cho phép, không được vượt quá 20 người trong cùng một phòng và phải đóng cửa trước 9 giờ tối. Ngoài các cơ sở kinh doanh ăn uống, nhà cầm quyền thành phố Hải Dương cũng yêu cầu các chủ nhà hàng, khách sạn, kinh doanh lưu trú, ban cai quản các chợ đầu mối cũng phải tự xét nghiệm hoặc kiểm tra giấy xét nghiệm COVID-19 của khách. Trước quy định này của nhà cầm quyền Hải Dương, dư luận cho rằng đây là cách làm khó, đánh đố các chủ quán ăn uống vì chi phí xét nghiệm có thể cao hơn cả việc bán ra một mặt hàng ăn uống như bún, phở.
Được biết trước khi vụ kit xét nghiệm của công ty Việt Á bị vỡ lở, thì nhà cầm quyền các tỉnh, thành đã tự bỏ tiền ngân sách ra để mua kit xét nghiệm và ép người dân đi xét nghiệm với mức độ dày đặc 1 đến 2 ngày một lần nhằm tiêu thụ kit test để kiếm lợi. Tiếp để gây thất thoát hơn 1.000 tỷ đồng, Tất Thành Cang bị đề nghị án phạt từ 12 cho đến 14 năm tù. Thưa quý vị, theo như báo Vietnamnet loan tin, sáng ngày 4 tháng Giêng 2022, trong phiên tòa xét xử Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành ủy Cộng sản tại Sài Gòn cùng 19 đồng bọn, Viện Kiểm sát Cộng sản thành phố đã đề nghị mức án 12 cho đến 14 năm tù đối với ông Cang vì đã gây thất thoát cho nhà cầm quyền 1.103 tỷ đồng. Ông Cang bị truy tố về tội vi phạm quy định về cai quản sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo như Viện Kiểm sát thì ông Cang phụ trách trực tiếp văn phòng thành ủy, chủ sở hữu vốn thành ủy nên phải nắm rõ quy định việc bán cổ phần, phát hành thêm để tăng thêm vốn điều lệ của công ty Sadeco. Còn đối với bị cáo Tề Trí Dũng, cựu tổng giám đốc IPC, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty Sadeco, được xác định là có vai trò chính đối với các sai phạm trong vụ án, gây thất thoát cho nhà cầm quyền số tiền hơn 669 tỷ đồng. Bị cáo Dũng bị truy tố về tội vi phạm quy định về cai quản, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội tham ô tài sản, nên bị đề nghị 20 cho đến 22 năm tù giam cho cả hai tội. Bị cáo Hồ Thị Thành Phúc, cựu tổng giám đốc Sadeco, bị đề nghị 19 cho đến 21 năm tù với cùng tội danh với ông Dũng. 17 bị cáo còn lại bị đề nghị tù án tù treo cho đến 14 năm tù giam. Mức án này của ngành tố tụng Cộng sản lại một lần nữa khiến cho dư luận cảm thấy khôi hài vì vào năm 2017, thanh niên Nguyễn Văn Khang, 20 tuổi, bị Tòa án huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt 7 năm tù giam về tội ăn trộm một con vịt về làm mồi nhậu. Thưa quý vị, trong khi đó tại Hoa Kỳ, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng gốc Việt bị sát hại tại Cleveland. Ông Chris Đông Võ, nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng gốc Việt, được phát hiện đã thiệt mạng tại một garage ở Cleveland, Ohio vào Chủ nhật 26 tháng 12. Theo tờ People, cảnh sát có mặt tại hiện trường vụ án vào tối cùng ngày sau khi nhận được tin có vệt máu khả nghi chảy ra từ garage. Cảnh sát cho hay nạn nhân bị hung thủ sát hại bằng cách đâm và bắn vào ngực. Lần cuối cùng ông được nhìn thấy là vào đêm Giáng sinh. Hiện tại cảnh sát đã bắt giữ hai nghi can nhưng vẫn chưa đưa ra các cáo buộc. Danh tính của cả hai nghi can và động cơ gây án cho đến nay vẫn chưa được giới hữu trách công bố. Theo WEWS-TV đưa tin, ông Chris Đông Võ là thợ tạo mẫu tóc kỳ cựu trong nhiều năm tại tiệm Cameron Rose Salon tại và Spa ở khu vực Rocky River, Ohio. Ông đến Hoa Kỳ tị nạn khi còn là một thiếu niên và theo nghề làm tóc đến nay đã được 25 năm. Theo đài WOIO loan tin, ngôi nhà của ông Chris Đông Võ được biết đến với cái tên The Flower House, nhà hoa, do cách bài trí công phu đặc trưng tại đây. Tất cả đều được ông thiết kế để tôn vinh những người tị nạn từ Việt Nam. Cuộc vận động kêu gọi gây quỹ nhằm trang trải chi phí tang lễ cho ông Võ đã được phát động trên trang GoFundMe. Theo thông tin từ chiến dịch, ông Võ được miêu tả là người bạn thân thiết của nhiều người. Ông đã cống hiến cả cuộc đời để làm đẹp cho người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn. Tang lễ của ông được cử hành từ 6 giờ tối đến 9 giờ tối thứ Năm, nhằm ngày 6 tháng Giêng tại Golden Green, Cleveland, Ohio. Một lần nữa chúng tôi sẽ được phép tạm ngừng phần tin tức. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại để gửi tới quý vị những bản phóng sự cộng đồng từ Hoa Kỳ và Ukraine. Mời quý vị tiếp tục theo dõi.